bụt hiện lên và nói chú đã bảo rồi, không không để ý nữa cháu nhá, đáng tuổi con cháu chú nhá. Chấp nó làm cái gì con cháu nhá. Lút nó sẽ được nhá. Nam Định ngút ngàn luôn, anh em thả tim nhiều vào. Hello anh em, hello Hoàng Nguyễn Ngọc Khánh nhá. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Anh follow em nhá, Hoàng Nguyễn Ngọc Khánh nhá. Chúc em những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Anh em thả tim tới điên vào anh em. Anh em cứ nói anh em chưa thả tim thì đấy là tình cảm anh em vẫn còn hụt hẫng lắm, vẫn còn lửa phỉ lồng quân lắm. Nhưng mình nay live stream mình chào mọi người, chúc mọi người những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, mà anh em chỉ có tấm vào màn hình, tấp tay màn hình thôi, còn không làm được những điều đó, còn cứ chém gió làm gì, cứ bảo yêu quý cái gì anh em, đúng không? Nói phải đấy nhá. Chú chào Hiếu Nguyễn nhá, chúc cháu buổi tối về, chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Toàn miền Bắc có phải mỗi Nam Định đâu hả anh Hà Tế? Đúng rồi, Phạm Thế Tuấn chuẩn luôn. Yeah, con vợ nói cái gì chỉ chuẩn. Ok Hiếu Nguyễn nhá. Cô anh có ngập không anh? Em ơi không bí tên. Nhà anh ở trên ở tập thể mà, trên tầng 5 mà. Khó luôn, khó ngập lắm. Chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe. Cảm ơn Chi Pháp cho tới điên chia sẻ. Chúc tất cả những bà con ở những vùng lũ lụt, chúc những bà con những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Mong lũ lụt qua đi trả lại sự bình yên cho mọi người. Anh Tế đẹp trai phép nhỉ, phong thái tử nó quá lét luôn nhỉ, đẹp trai nói chung là nhìn cũng tạo hồn nhỉ. Hello Đức Anh nhá, 8386, chúc cháu và gia đình những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống. Anh Tế chất đấy, đô la chum chất gì đâu em ơi, chất gì tế like mà không có buồng trưởng like cùng. Phạm Thế Tuấn buồng trưởng giờ đang đánh nhà mép của anh toilet để rửa bát thì nhá, lét càng ghét chú ạ. Ok chung vụ.